Xin chào anh chị, em là Huyền Trang. Thì hôm nay em giới thiệu cho anh chị hai nền liên tiếp nữa nha. Ở Thạnh Phú. Em quay cái đường đi vô cho anh chị xem nè. Tại đất của mình là có tới 6 đường đi lận. Nên em đứng ở đây em quay trước. Nếu như mà anh chị nào đi đường ô tô á, thì cái hướng bên này nè anh chị là từ quốc lộ 1A đi vô. Còn cái hướng hướng này nè anh chị là từ đường huyện 35 chỗ đang cầu Long Hưng á đi vô. Đây, xe ô tô vô tới nha anh chị. Thì đất của mình nó sẽ đi tới một cái ngã tư như vậy. Em quay cho anh chị xem nha. Này, tới ngã tư á, nếu mà anh chị đi theo cái cô đó chạy á, là mình đi ra ngoài đường huyện 35 nó gần hơn. Đây, còn mà mình đi thẳng á, là mình sẽ vô cái miếng đất mà em đang quay cho anh chị xem nè. Thiệu cho anh chị là miếng đất vườn dừa này nè anh chị. Đây là cái đường công cộng nè. Thì miếng đất này người ta chia nền nha anh chị. Này anh chị xem. Nè anh chị. Cái đường này nè anh chị, nếu mà mình đi thẳng á, là mình ra ngoài chùa Sắc Tứ á, anh chị. Em cho anh chị xem nha. Đây, đây là cái vị trí mà em đang đứng nè anh chị. Để lại vậy cho anh chị dễ nhìn nha. Nè, cái vị trí em đang đứng mà anh chị đi thẳng á, là nó ra ngoài chỗ mà đất của mình á, là đường thông nha anh chị. Anh chị thấy nè, nó có một cái đường thông mà nó hơi dơ dòng dèo nha. Em mở to cho anh chị xem. Nè anh chị xem, mình đi ra ngoài này cái mình quẹo tay phải anh chị, quẹo tay trái, quẹo phải thì nó ra ngoài chỗ mà sông Cầu Gụ này, chỗ này nó đang làm đường. Rồi cái mình sẽ có một cái con đường, cây cầu là đường ô tô đi tới, nó sẽ đi thông ra ngoài cái chỗ này á, là ấp văn hóa Thạnh Hưng, xã Thạnh Phú nha anh chị. Nó sẽ ra gần cái trường trung học của Phước Thạnh, thành phố Mỹ Tho. Hình như là gần đó có cái trường mầm non luôn á. Nè, đất có nhiều đường đi lắm. Em giới thiệu đất cho anh chị trước nha. Thì đây là cái miếng đất mà đang bán nè anh chị. Bề ngang là 7m6, bề dài là khoảng 39m. Nở hậu là ở ngoài sau hậu là 8m nha anh chị. Miếng này tổng diện tích là 300m2, giá là 450 triệu, bao toàn bộ giấy tờ cho anh chị luôn. Còn mà anh chị nào muốn lên thổ cư thì là cái giá thổ cư là khoảng 150 ngàn một mét vuông á. Cái đó là mình anh chị muốn lên thổ cư bao nhiêu thì bên em sẽ lên thổ cư cho anh chị. Nhưng mà cái tiền lên thổ cư với cái tiền chi phí giấy tờ là anh chị chịu á nha. Ví dụ như anh chị lên 100m thổ cư, 100m thì khoảng 15 triệu á. Dư dư ra thì cũng khoảng 17 triệu thôi. Rồi tiền giấy tờ nữa nha anh chị. Đây, đất mình là đường thông nằm trên đường công cộng 3m, xe ô tô vô tới nha anh chị. Em chỉ anh chị xem nè. Như là bề ngang là ví dụ như từ đây nè nha anh chị. Đi ngang qua đây. Rồi cái dấu rồi, đây nè. Nè khoảng ở đây nè anh chị. Đây nè. Là bề ngang là 7m6. Đó anh chị. Bề ngang 7m6. Bề dài là 39m, nở hậu là 8m. Giá của miếng này là 450 triệu. Ở đây còn 2 lô nha anh chị. 2 lô là bề ngang khoảng 15m á, giá là 950. Thì nguyên cái miếng này nè, mặt tiền á là khoảng 120 m á anh chị, là người ta mua hết trơn rồi. Ra công chứng thì ra công chứng hết một nửa rồi, còn một nửa là khoảng chừng 1 tháng.
Một tháng nữa là mình ra công chứng nha anh chị. Đất đẹp lắm, vuông vức không màu mã, sạch đẹp, đường điện, đường nước, nhà nước đầy đủ. À, rồi ở đây là cái này là anh Lâm nè anh chị, ảnh đang làm đường thoát nước cho khách nè. À, ở đây thì đất của mình là hướng đông bắc nha anh chị. À, em mở cái vị trí lên cho anh chị xem. Đây, anh chị nhìn nè, đất xung quanh thì chợ và trường học rất là nhiều. À, cái đường ô tô là cái đường này. Ví dụ như anh chị đi thẳng quẹo phải cái là tới đất thôi. Hồi nãy vị trí em đang đứng là ngay chỗ này nè chị, chỗ cái ngã tư á. Còn mà mình đi thẳng đường xe máy á, anh chị ở đây á, mà là mình sẽ đi ra ngoài chỗ mà trường trung học Phước Thạnh, thành phố Mỹ Tho nè. Rồi cái anh chị quẹo vô đây tí xíu đã, ở đây là cái ở cái vị trí này á là bệnh viện đa khoa đang xây á. Ở đây đi ra đó là khoảng 8 phút, một lát em sẽ chạy xe ra cho anh chị xem nha. Nó có rất là nhiều đường đi nha anh chị. Đi chợ rồi đi trường học cũng rất là gần. Em mở lên nè cho anh chị xem. Đây anh chị thấy không, ngay chỗ này là chợ chùa, chợ Xoài Hộp ở đây nè anh chị đó, chợ Xoài Hộp đó anh chị. Ủy ban cũng sát bên luôn, trường học sát bên. Đi đâu làm gì cũng gần hết. Mà khu này gần Mỹ Tho thì mai mốt á anh chị, thành phố Mỹ Tho mà mở rộng nữa thì mở rộng về gần cái đất của mình thì cũng rất là ngon nha anh chị. Chạy gắn đồng tâm nè. Rồi cái đường vàng vàng ngoài là quốc lộ 1A. Nói cho anh chị dễ hình dung nha. Nói anh chị, ở bên này là huyện Châu Thành, còn cách cái đường này thôi thì bên này là thuộc về thành phố Mỹ Tho. Ở đây là cụm công nghiệp Trung An rồi nè anh chị. Đó, em bấm xem ở đây về Hồ Chí Minh là khoảng bao xa nha. Này, ở đây về Sài Gòn là khoảng 61 cây số nha anh chị. À, anh chị đi đường cao tốc thì nó sẽ nhanh hơn, còn mình đi đường xe máy thì khoảng 1 tiếng rưỡi nha. Đó, đường xe máy thì khoảng 1 tiếng rưỡi là khoảng 62 cây số. Mình sẽ đi tới bến xe miền Tây. Bây giờ em sẽ đi ra cái đường cho anh chị xem nha. Đất thì có 6 đường đi lận, có 2 đường xe ô tô, còn lại là đường xe máy. Tại vì có mấy cái đường mà đường ô tô nhưng mà qua cái cầu và cầu xe máy á, nên em tính là đường xe máy luôn. Em sẽ chạy ra ngoài bệnh viện đa khoa cho anh chị xem. Cái này thì em sẽ cắt bớt một đoạn đường nha. Ở đây thì rất là thoáng mát nha anh chị. Xin chào anh chị, hồi nãy là em mới vừa chạy từ cái đường đa đó đó anh chị. Đó, đường cựu chiến binh Tự Quản á. Nó sẽ đi ra tới ngoài này là cầu Rụ nè. Đường này là người ta cũng đang làm luôn nè anh chị. Nó xong cầu Rụ nè. Cái mình đi qua bên đường đa bên kia. Đường đa là đường ô tô nha anh chị, đường ô tô hết nhưng mà cây cầu thì cầu xe máy thôi. Nên em tính là đường xe máy luôn. Nè, cái vị trí em đang đứng nè anh chị. Đó anh chị xem, em đang đứng ngay chỗ sông nè, còn đất mình ngay chỗ này nè, miếng này luôn nè nha anh chị. Đó. Đây giờ cái em đi thẳng lên nữa nó sẽ quẹo quẹo một tí xíu. Nó sẽ ra ngay cái đường mà 870 á anh chị. Gần cái trường học cấp 3 á. Đó, cái này là ngã tư Đồng Tâm nè anh chị. Đấy, còn ở bên này là ví dụ như đất mình á, đất mình mà anh chị đi thẳng thẳng theo cái đường này nè. Nó sẽ ra ngay chỗ này, nó ra nó còn gần hơn nữa. Ở đây là lậu nhựa luôn á anh chị.
Mà ví dụ như tại vì cái đường này nó đang làm nè, ở đây là nó còn cát không mà nó chưa có đổ đá, nên em không có dẫn anh chị đi được. Bây giờ em sẽ đi tiếp cho anh chị xem nha. Đi qua bên kia cái. Ở bên chỗ mà đang làm mà em không dẫn anh chị đi được á, nó có cây cầu đường ô tô. Ở đây thì cầu đường xe máy. Đây nè, ở đây là nó đi thẳng ra ngoài quốc lộ 1A đó anh chị. Ở đây là đi ra ngoài quốc lộ 1A nè. Hướng này là đi lên đường tỉnh lộ 870B. Hướng này là mình sẽ đi ra ngoài chợ Xoài Hộp. Bây giờ em sẽ đi lên đường này nha. Đường này là đường xe máy. Em quay một đoạn cho anh chị xem thôi nha. Rồi em tắt máy để em chạy xe tiếp. Đây là đường 870 nè anh chị. Đường này đi thẳng ra là ra ngoài ngã tư Đồng Tâm á. Cái này là đi trường học sát bên luôn đó anh chị. Cái cụm xanh xanh ngay chỗ đó đó anh chị. Cái cụm xanh xanh thứ hai á là trường học cấp 3 á. Cái vị trí em đang đứng nè đó, này xong cầu gụ nè, em đang đứng ở đây nè anh chị, đi thẳng luôn rồi tới ngã tư Đồng Tâm đó anh chị, rồi kế bên bệnh viện nè, em sẽ chạy lại đây cho anh chị xem nha. Nè anh chị, ở đây là quốc lộ 1A, em đang đứng ở chỗ mà bệnh viện đa khoa đang xây nè anh chị đó. Hình như bệnh viện đa khoa này là em nghe nhiều người nói là chờ gãy hai luôn hay gì đó anh chị. Nói chung là nó đang xây ở đây à, anh chị nhìn xem nè, anh chị nhìn này nha. Đây nè anh chị, nếu mà đất của mình mà từ đất á anh chị chạy tới đất của mình là sao em thấy tối thui vậy ta. Đất của mình là ở đây nè anh chị, mình chạy tới bệnh viện đa khoa chừng có 8 phút thôi. À, anh chị nhìn xem, em mở ở bên này thử coi. Đây nè, đây là cái vị trí em đang đứng nè anh chị. Đó, đây là bệnh viện đa khoa đó anh chị. Đây, ở đây thì ví dụ như từ đất mà đi qua bệnh viện đa khoa thì khoảng 8 phút. Còn mà từ đất mà đi qua bên trường Đại học Tiền Giang mới xây á, là khoảng 15 phút nha anh chị. Thì anh chị nào quan tâm miếng này thì alo cho em. Miếng đất là bề ngang là 7m6, bề dài là 39, tổng diện tích là 300m2, giá là 450 triệu. Nó có hai lô kế nhau. Anh chị nào muốn mua hết hai lô thì mình mua hai lô nha. Đất là hướng Đông Bắc. Cách Mỹ Tho là khoảng 1,5 cây nha anh chị. Nè anh chị xem nè, nó thú vị lắm. Như đất mình thì nằm ở ngay chỗ đó, nó cắt cửa cái đường 870 á anh chị. Một bên đó là nó thuộc về huyện Châu Thành, một bên là nó thuộc về thành phố Mỹ Tho. Thì đó cách như vậy là khoảng chừng 1,5 cây thôi anh chị ơi. Rồi xung quanh á mình đi chợ trường mầm non cấp 1, cấp 2, cấp 3, mình đi vô ủy ban hay là trạm y tế thì khoảng chừng 5 phút cho đến 7 phút thôi, rất là gần. Anh chị đi đường xe máy thì nó sẽ gần hơn nữa. Rồi xin chào anh chị nha. Sẵn em đang ngồi ở đây thì em sẽ làm cái clip quay cái chỗ này luôn cho anh chị xem.